Bác sĩ Kimberly Hồ và công ty Abuja sẽ có mặt tại đầu Chester, Boston và sẽ có chương trình rọi da và tham khảo da do chính bác sĩ Kimberly thực hiện tại khách sạn DoubleTree Bayside vào chỉ 3 ngày. Tôi bác sĩ Kimberly, nếu quý vị có nám chữa hoài không hết, có mụn người lớn, mụn túi dậy thì chữa bằng thuốc mà không thấy kết quả, làn da có thẹo, nhăn, lão hóa hoặc bị khô, ngứa, rá, khó chịu, mời quý vị đến ngày tham khảo da. 100 người đầu tiên gọi lấy hẹn để ghi danh tham khảo khi mua sẽ được tặng phi một hũ kem New Skin làm trắng và sáng da. Hãy gọi ngay 617 506 9769.